Giới chức Crimea tịch thu tài sản của tài phiệt và chính trị gia Ukraine trên bán đảo, trong đó có căn hộ của đệ nhất phu nhân Olena Zelenska. Lãnh đạo bán đảo Crimea Sergei Aksionov ngày 24 tháng 5 thông báo, quốc hữu hóa hơn 130 bất động sản liên quan Ukraine, gồm rạp phim, nhà máy, trung tâm mua sắm, nhà máy rượu vang và ngân hàng. Trong số bất động sản bị tịch thu còn có cả căn hộ cao cấp thuộc sở hữu đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska. Căn hộ của bà Zelenska gồm 3 phòng ngủ, nằm gần thành phố nghỉ dưỡng Yalta, ước tính trị giá 800.000 đô la Mỹ. Căn hộ này được mua lại từ một doanh nhân vào năm 2013 với giá chưa tới 164.000 đô la Mỹ. Chủ tịch cơ quan lập pháp Crimea Vladimir Konstantinov cho biết tài sản tịch thu sẽ được giao bán và dùng khoản tiền đó giúp đỡ gia đình các binh sĩ thiệt mạng trong chiến sự. Hồi tháng 2, Crimea cũng thông báo tịch thu 500 bất động sản thuộc sở hữu các chính trị gia và doanh nhân Ukraine. Đây được coi là hành động đáp trả đạo luật được Ukraine ban hành hồi năm ngoái, cho phép tịch thu tài sản của công dân và doanh nghiệp Nga tại nước này. Hồi tháng 8 năm 2022, Kiev đã tịch thu hơn 900 bất động sản của Nga tại Ukraine, ước tính trị giá 765 triệu đô la Mỹ. Từ khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Nga bị các nước phương Tây tịch thu loạt tài sản thuộc cả nhà nước và tư nhân. Mỹ và Liên minh châu Âu, EU, đang tìm cách bán số tài sản của Nga để chuyển tiền cho quỹ tái thiết Ukraine. Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Moscow nói rằng kết quả trưng cầu dân ý cho thấy hầu hết người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga. Song Ukraine và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Kiev nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.